Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm một cái loại bánh, đó là bánh mì Pavarotti. Để làm cái loại bánh này thì những cái nguyên liệu cần chuẩn bị đó, thứ nhất là 100 ml sữa, có thể là dùng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho 4 g men khô, 23 g đường. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên cái hỗn hợp này cho nó cái men mình nó tan ra từ từ nha các bạn. Mình có để liều lượng ở phía bên dưới đó, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Tiếp theo thì mình cho một cái quả trứng vào. Một cái quả trứng này thì nó cũng to nên là mình đánh đều ra. Mình dùng cây đánh trứng là mình đánh cho nó đều hết đó các bạn. Sau khi chúng ta đánh xong rồi thì mình sẽ cho phân nửa cái quả trứng này nè vào trong cái tô. Lúc nãy mình mới vừa đổ vào sữa vào đó. Phân nửa mình sẽ chừa lại, một lát sau mình sẽ dùng. Nếu mà bạn nào muốn một cái liều lượng gấp đôi thì các bạn tăng cái liều lượng lên nha. Muốn làm nhiều thêm bánh thì các bạn làm tăng gấp đôi lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho là 200 g bột bánh mì, còn gọi là bột mì đa dụng đó các bạn. Mình có thể dùng số bột mì đa dụng số 13 hoặc số 11 đều được nha. Mình cho 2 g muối. Muối ăn, muối bọt đó các bạn. Trộn đều lên để mà chúng ta nhào bột. Mình lưu ý sau khi mà cái bột của mình nó đã vón lại hết như thế này thì mình sẽ dùng tay mình rửa sạch, mình nhào cái bột này cho nó thật là mịn. Mình nhào càng nhiều thì cái bột của mình nó sẽ càng mịn nha các bạn. Nhào được một lúc thì mình sẽ cho bơ vào. Bơ đây mình sẽ dùng bơ lạc. Mình sẽ dùng là 6 g bơ lạc. Có bơ vào thì cái bột của mình sẽ không còn dính tay nữa, mà nó dính cái nó không dính giống như lúc đầu, mà nó chỉ dính ít thôi. Mà mình dễ vò nữa các bạn. Đó, mình sẽ vò cho nó gọn lại cái cục bột rồi mình ủ bột trong vòng 1 tiếng nha. Đối với mình thì mình ủ trong nhiệt độ tầm khoảng 35, 30, 35 độ C thì cái bột của mình nó sẽ lên men rất là tốt. Ủ trong vòng 1 tiếng nha. Trong thời gian mình chờ đợi cái bột mình nó lên men đó, thì mình sẽ đi làm cái phần topping của cái bánh nha. Mình sẽ cho 36 g bơ, bơ lạc và 36 g đường. Bây giờ mình sẽ dùng cái đồ đánh trứng mình đánh lên, đánh đánh lúc nào là giống như là kem đó các bạn. Thì chúng ta sẽ cho thêm cái cà phê vào. Mình dùng muỗng mình cà nhuyễn ra thế này để đường nó tan đều chung với bơ đó. Thì cái bơ của mình đó, nó giống như kem vậy đó. Sau đó mình sẽ cho nửa cái quả trứng còn lại mình đổ vào. Mình cũng trộn đều lên cùng với cái hỗn hợp này. Mình đánh cho đến nào mà cái hỗn hợp này nó đều, nó hòa tan lại thì chúng ta sẽ cho 2 muỗng cà phê đặc hòa tan vào nha. Sau đó mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lại để nó có nghĩa là nó dễ hòa tan hơn. Rồi mình sẽ cho một ít bột bánh mì vào. Thì mình sẽ chuẩn bị xong cái phần topping của cái bề mặt của bánh Pavarotti. Đây là 42 g bột mì đa dụng. Mình sử dụng bột mì đa dụng số 13. Thì các bạn không có bột mì này thì các bạn có thể dùng là
bột bánh mì hoặc là bột mì mình mua lẻ ngoài chợ cũng được nha. Sau khi mình rây xong rồi á thì mình sẽ hòa trộn lại cho nó đều hết những cái bột này nè các bạn. Mình dùng cái muỗng thì nó sẽ dễ trộn hơn. Đây là cái phần topping cà phê mà mình đã chuẩn bị nãy giờ đó. Thì bây giờ nó đã thành một cái hỗn hợp và nó kẹo như thế này đây nè các bạn. Cái mùi vị nó rất là thơm, thơm vị cà phê. Nhìn rất là ngon luôn. Thì khi mà mình nướng lên cái phần này nó sẽ chảy, nó phủ lên bề mặt của cái bánh đó, nó sẽ tạo một cái mùi thơm và cái tổ tạo cho cái bánh nó có cái độ giòn trên bề mặt luôn. Thì ở đây mình sử dụng một cái bịch ni lông thì mình cắt một cái góc thôi. Các bạn nào thì có cái túi mà dùng để mà làm bánh kem đó thì cũng được. Không thì mình dùng cái túi cái bọc như mình nè. Mình cắt một cái phần nhỏ của ngay cái góc á. Rồi tí nữa mình sẽ để lên trên cái mặt bánh. Sau khi mình ủ bột được 1 tiếng đồng hồ rồi đó thì cái bột của mình nó lớn hơn, nói chung là nó gấp đôi cái kích thước hồi nãy ngay lúc đầu. Thì bây giờ nó đã phồng hê lên rất là nhiều đó, nó xẹp xuống đó các bạn. Rồi bây giờ bột của mình đã đến lúc mình, chung là đã được rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy ra để mà mình cắt ra thành cái từng cái miếng nhỏ. Thì bao nhiêu bột đây mình sẽ chia thành 6 cái bánh nhỏ. Nếu mà bạn nào muốn ăn cái số lượng nhiều hơn thì các bạn có thể tăng số lượng lên gấp đôi để mà làm được nhiều hơn nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái thớt để mà sao đã phủ sẵn một cái lớp bột rồi để cho cái bột mình để đừng có bị dính tay nhiều, mình dễ nhào hơn. Mình gom gọn cái bột mình lại như thế này nè các bạn để nó dễ, mình dễ cắt hơn đó. Mình có thể dùng dao cắt hoặc là mình dùng cái dao cắt bột cũng được. Ở đây mình chưa có cái đồ cắt bột, mình sẽ dùng dao, dao thì cũng sẽ dễ cắt hơn. Mình sẽ chia thành 6 phần nha. Bây giờ mình sẽ vò cái bánh để mà cho nó tròn, rồi mình sẽ để cái nhân bơ vào. Mình sẽ vò tròn cái bánh nè. Đó, mình để xuống và mình chỉ cần lấy tay mình đè bẹp xuống như thế này thôi. Thì các bạn lưu ý là mình không nên đè bẹp mỏng quá nha. Mỏng quá thì cái bánh của mình nó lát nữa mình bỏ vô trong lò nướng đó, nó không có đều. Mình đã thử nhiều lần rồi. Thì bây giờ mình chỉ dùng cái tay mình đè cái bột cho nó vừa phải thôi. Đó, nó nhỏ nhỏ như thế đó. Rồi mình sẽ để một cái miếng nhân bơ vào. Thì tùy theo các bạn có thích là ăn nhân bơ nhiều hay ít thì các bạn có thể điều chỉnh nha. Mình dùng cái thớt này nó hơi dính thì các bạn phủ lên một lớp bột thì cho nó đừng có dính nha. Bơ này các bạn có thể dùng bơ lạc thôi, nên các bạn đừng có dùng bơ mặn. Bơ mặn thì sẽ bị mặn đó các bạn nha. Mình gom gọn mấy cái góc lại để cho nó láng cái bánh đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vo cho nó đều đều cái bánh. Do cái lò của mình nó nhỏ nên mà mình để 4 cái bánh một lần thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột. Mình sẽ ủ như thế này trong vòng nửa tiếng nha. Để cho cái kích thước nó tăng lên hơn. Rồi mình sẽ chờ 30 phút sau mình sẽ quay trở lại. Sau khi ủ được 30 phút rồi nè các bạn, cái bánh nó to hơn rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm một cái phần topping nó lên trên bề mặt của cái bánh. Các bạn có thể làm đều tay hoặc không đều tay thì nói chung là nó phủ lên trên cái mặt bánh đều được nha.
Quan trọng là cái nhân topping đó, nó ngon là ok. Lát nữa mình nướng á, cái phần này nó chảy xuống nè, nhìn nó rất là ngon luôn. Ăn nó rất là giòn và nó thơm nữa. Bây giờ cái lò nướng á, mình đã chuẩn bị sẵn đó, mình đã làm nóng sẵn nãy giờ rồi. À, với nhiệt độ 180 độ C thì bây giờ mình sẽ đưa vào. Nó đã nóng sẵn rồi thì cái bánh mình nó sẽ ngon hơn. À, mình sẽ chỉnh trong vòng 15 phút thì cái bánh mình nó sẽ được như thế này đây nè các bạn. Đây. Cái bánh của mình nó mình mới vừa vặn lửa lại đấy. Lò mình nó nhỏ nên mình chỉ nướng được hai cái bánh một lần thôi các bạn. Rồi. Tại sao con đói hết nhẹp? Đây là mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem là cái bánh mình đã làm thành công như thế này đây. Các bạn không biết làm, chưa từng làm thì các bạn thử cái công thức này các bạn sẽ thành công ngay lần đầu tiên luôn. Mình dám khẳng định luôn á. Tại vì thứ nhất là mình đã thử nhiều lần. Thứ hai là khi mà mình làm lần đầu tiên á, thì nó rất là ok, nó không bị lỗi hay là nó không có cứng cái bánh gì hết á, nó rất là giòn và phía bên trong cái nhân bánh nó rất là mềm và thơm. Đó. Cái phần topping nó chảy xuống dưới này các bạn nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái bánh nè, mình bóp xuống cho các bạn xem nó rất là giòn luôn nè, nó không có bị cứng nha. Đó, nó giòn, ở ngoài nó giòn còn ở trong thì nó rất là mềm, mềm cái bánh. Bây giờ thì nói chung là bây giờ mình đã hoàn thành xong cái phần bánh paparotti của mình rồi. Đó. Thì mình chia sẻ với các bạn, nếu các bạn nào chưa từng làm thì các bạn hãy thử qua công thức của mình chia sẻ thì sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Cái bánh của mình rất là ngon. Rất là thơm ha. Cái rìa bánh này á, nó chảy xuống, cái phần topping nó chảy xuống á, mình ăn nó giòn, nó thơm và nó béo lắm. Thơm mùi vị cà phê và nó mặn mặn và nó ngọt ngọt. Ăn cảm giác cái vị của mình nó rất là kích thích cái miệng của mình, rất là ngon luôn. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy nhớ nhấn nút like hoặc là nhấn chút đăng ký share cho các bạn cùng xem. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Cái nhân bánh nó rất là mềm và thơm đó các bạn nha. Mình ăn thử một miếng thì rất là ok. Ăn ngay lúc nóng thì rất là tuyệt vời luôn đó các bạn ơi. Cái loại bánh này mình rất là yêu thích. Mỗi khi mà mình đi siêu thị mình đều mua về mấy cái để mà về cho cả nhà mình cùng ăn. Vì nhà mình cũng thích ăn những cái bánh này nè. Bây giờ mình đã biết được công thức và mình làm chia sẻ cho các bạn. Thì mong các bạn cho mình một like, đăng ký và share để ủng hộ kênh. Và mình có động lực thêm để ra những video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.